chào cả nhà đã đến buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai ngày hôm nay. Xin mời cả nhà hãy cùng theo em để theo dõi liệu trình của chị Hoài ạ. Em chào bác sĩ. Dạ em chào chị Hoài ạ. Chào Linh. Dạ bác sĩ ơi, hôm nay chị Hoài làm liệu trình gì vậy bác sĩ ha? Chị Hoài là hôm nay là tiếp tục cái liệu trình là Super Nano Collagen. Hôm nay chị Hoài làm buổi thứ mấy rồi chị? Hôm nay là buổi thứ ba ha buổi chị. Buổi thứ ba rồi đó. Buổi thứ ba của liệu trình rồi đó. Thì sau ba buổi chị thấy cái da của mình hôm nay như thế nào ạ? Chị thấy nó căng cái miệng lắm em, bóng da lên luôn. Em lòng thì sai kích lại luôn á. Dạ, em thấy cái da mình nó bóng quá trời bóng nè. Chị Hoài thì đáng yêu lắm. Dạ. Chị Hoài đáng yêu lắm. Em thấy cái nếp nhăn li ti của mình hồi cái lúc mà chị chưa làm á, đến hôm nay là nó đỡ đi nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Cái tình trạng mà da mình nó khỏe cũng đều màu hơn đúng không chị? Đúng em, da đều mà căng bóng đẹp luôn. Dạ, trong quá trình làm chị có thấy đau không? Không em. Không á, thế nào hả? Như làm thì chị ngủ không, ngủ giấc mình đẹp. Dạ. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái liệu trình của chị Hoài được không ạ? Em xin phép chị là để cho chúng em ít phút để chúng em chia sẻ cái liệu trình của mình lên cái live stream của BB Thanh Mai. Chị Hoài ơi, lúc đầu đến ý, thì là da của mình thứ nhất là nó khô, và nó sạm nám nhiều, nó sạm nám tập trung nhiều vùng trên da. Thứ hai là nhăn li ti rất là nhiều nữa. Và hôm nay là cái buổi thứ ba thì em thấy là gì? Nhất là cây sạm nám nó bớt đi, da nó sáng hơn, cảm giác da nó khỏe hơn, căng bóng hơn, mướt mịn hơn, da cảm thấy có sức sống hơn. Thế là hôm nay chị Hoài lên, chị Hoài tâm sự là gì? Chị vui lắm. Chị rất là vui vì cái kết quả mà BB đem lại. Bởi vì là sao? Cái Super Nano Collagen ý, thì nó sẽ giúp vào tăng sinh collagen này, tăng sinh các gốc tự do này. Và trong cái liệu trình đó thì có các acid amin, có hyaluronic acid và thêm nhiều cái dưỡng chất khác. Và bọn em đi trực tiếp trên toàn bộ cái mặt da của mình. Và cái vùng nào con cần phải cải thiện nhiều hơn, nó có nhiều khiếm khuyết hơn thì chúng em có thể tập trung cho chị vùng đó nữa. Cho nên là mình thấy là cái sự cải thiện là rất là ok. Cảm ơn chị Hoài rất là nhiều. Bởi vì là chị dễ thương cực kỳ luôn. Nói là xin phép chị là cho chúng em được đưa lên sóng của BB để đưa những cái kiến thức, thứ nhất là về làm đẹp. Thứ hai là chị cũng là một người mà rất là quan trọng về vẻ đẹp của mình. Bởi vì là chị Hoài thì không có chăm sóc được nhiều ha. Chị Hoài thì không biết là làm xong 3 lần đó thì đi ra mọi người có khen chị nhiều không? Khen ai mà kiểu như lâu lâu mới gặp chị nha, ngạc nhiên dễ sợ luôn. Dạ, dạ. Sao mình thay đổi nhanh vậy trời. Dạ. Em có thấy các bạn có chia sẻ là chị có giới thiệu bạn qua đây nữa, cái này chắc làm cho mình hài lòng lắm đúng không ạ? Đúng rồi, chị yên tâm với dịch vụ đây cho nên chị mới giới thiệu bạn tới. Dạ rồi. Giống như là mấy bạn trước đã giới thiệu cho chị đó. Dạ em cảm ơn chị Hoài đã giới thiệu bạn cho bên em. Thì em không làm phiền chị cũng là bác sĩ nữa, em mời chị và bác sĩ tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ em mời chị ạ. Cả nhà có thể thấy sau 3 lần thì da của chị Hoài cải thiện rất là nhiều đúng không ạ? Da chị nó căng bóng hơn và mướt mát, giống như là giảm đi cái tình trạng là sạm da của mình. Cả nhà mình muốn có một làn da như chị Hoài thì hãy liên hệ vào số điện thoại 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà buổi livestream tiếp theo nhé.